Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Mời đại chúng ngồi. Mở cái máy lạnh bên trong luôn con. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa toàn thể thiền đường đại chúng. Hôm nay chúng ta học trễ 30 phút vì lý do rằm. Hôm nay ngày 13 tháng Giêng năm Mậu Tuất, nhằm ngày 28 tháng 2 năm 2018. Nó có một cái kỷ niệm, ai sanh ra cái ngày này là chắc chắn sẽ không có ai quên hết. Bởi vì tháng 2 chỉ có ngày 28, mà không biết là chừng nào tháng 2 có ngày 29. Tại tu viện Linh Thú Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh, chúng ta tiếp tục học kinh Trung Bộ, tiểu kinh số 112 với tựa đề là Kinh Sáu Thanh Tịnh. Đại chúng cùng nghiên cứu theo dõi. Như vậy, tôi nghe một thời Đức Thế Tôn trú ở Savatthi Jetavana tại tinh Xá Côn Abhidhamindika. Tại đấy Đức Thế Tôn gọi các tỷ kheo: này các tỷ kheo, các tỷ kheo thưa vâng bạch Thế Tôn. Các tỷ kheo ấy vâng đáp lời Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn dạy như sau: ở đây này các tỷ kheo, có tỷ kheo nói lên chánh trí như sau: ta tuệ tri như vậy, sanh đã tận, phẩm hạnh đã thành, những việc nên làm đã làm, không còn trở lui trạng thái này nữa. Nghe câu này đại chúng đã thuộc chưa? Thuộc rồi. Nghe câu này quen quá rồi. Đức Thế Tôn nói này các tỷ kheo, có tỷ kheo nói lên chánh trí như sao? Chánh trí nghĩa là ý muốn nói cái câu này là câu của bậc A-la-hán. Ta tuệ tri như sao? Sanh đã tận, phẩm hạnh đã thành, những việc cần làm đã làm xong, trong không còn trở lui trạng thái này nữa. Nghĩa là bậc A-la-hán mới nói cái câu đó. Này các tỷ kheo, lời nói của vị tỷ kheo ấy không nên tán thán, cũng không nên bác bỏ. Không nên tán thán, cũng không nên bác bỏ. Không tán thán, không bác bỏ, cần hỏi câu hỏi như sau: này hiền giả, có bốn hình thức tuyên bố này được Đức Thế Tôn, bậc tri giả, kiến giả, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác, chân chánh nói lên. Thế nào là bốn? Quý vị để ý ha, thế nào là bốn nha. Cái gì được thấy, được nói lên như là được thấy. Cái gì được nghe, được nói lên như là được nghe. Cái gì được cảm giác, được nói lên như là được cảm giác. Cái gì được nhận thức, được nói lên như là được nhận thức. Bốn hình thức tuyên bố này, này hiền giả, được Đức Thế Tôn, bậc tri giả, kiến giả, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác, chơn chánh nói lên như vậy. Nhưng biết cái gì, thấy cái gì đối với bốn hình thức tuyên bố này, tôn giả có thể nói là tâm của tôn giả được giải thoát khỏi các lỗi hoặc, hoặc không có chấp thủ hay không? Nay là chúng ta học lên, nghe tới đây là nghe hơi cao rồi đó, là bắt đầu nâng cấp rồi đó, chứ không còn đơn giản như những cái bài khác. Lúc này Đức Thế Tôn nói với các vị tỷ kheo rằng có một cái vị tỷ kheo và tuyên bố sanh ra tận, phẩm hạnh đã thành, những việc cần làm đã làm xong, không còn trở lui cái cảm giác này nữa. Thì bây giờ Đức Thế Tôn nói không nên bác bỏ, cũng không nên tán thán, mà nên hỏi. Có bốn cái hình thức tuyên bố. Hình thức thứ nhất ấy, là thấy như thế nào. Thấy cái gì được thấy, được tuyên bố lên như là được thấy. Rồi được nghe, được cảm giác, được nhận thức. Được thấy, nghe, cảm giác, nhận thức. Được chưa? Thấy, nghe, cảm giác, nhận thức. Như vậy cái bốn hình thức đó là Đức Phật đã nói, nhưng mà bây giờ hiền giả nói lên á, thì
biết cái gì, thấy cái gì đối với bốn hình thức tuyên bố này mà tâm của cái người nói đó giải thoát khỏi các lậu hoặc, còn có chấp thủ không? Nha, nhớ nghe. Này các tỷ kheo, với tỷ kheo các lậu hoặc đã đoạn tận, tu hành đã thành mãn, những việc phải làm thì đã làm xong, đã đặt gánh nặng xuống, đã thành tựu mục đích giải thoát của mình, đã đoạn trừ hữu kiết sử và đã đạt được giải thoát nhờ chánh trí. Câu trả lời tùy pháp của vị ấy phải có nội dung như sau: này chư hiền, tôi không cảm thấy luyến ái, không chống đối, độc lập, không trói buộc, giải thoát, không hệ lụy, an trú với tâm không có hạn chế đối với những vật được thấy, được nghe, được cảm giác, được nhận thức. Như vậy một câu trả lời cho bốn cái ý luôn, cũng đều lặp lại giống như vậy. Chư hiền, vì rằng tôi biết như vậy, thấy như vậy, đối với bốn hình thức tuyên bố này, tôi có thể nói tâm tôi được giải thoát khỏi các lậu hoặc, không có chấp thủ. Như vậy thì đại chúng thấy là Đức Thế Tôn đã dạy cho chúng ta một trạng thái của những bậc A-la-hán đã giải thoát khỏi sinh tử. Nhưng vị đó đã tuyên bố như vậy thì Đức Thế Tôn dạy các ông không có chống bán, cũng không có tán thán, mà nên hỏi bốn hình thức. Rồi, đại chúng nói là dùm sư phụ bốn hình thức gì? Một, thấy. Hai, nghe. Ba, cảm giác. Bốn, ra khỏi hai trạng thái gì? Rồi, đuối rồi. Ra khỏi hai trạng thái gì? Giải thoát các lậu hoặc, không có chấp thủ. Đây là hai trạng thái. Tôn giả có thể nói là tâm của tôn giả được giải thoát khỏi các lậu hoặc. Cái bài kệ hồi trưa, bài kệ Kinh Pháp Cú mới học hồi trưa, đúng không? Giải thoát khỏi các lậu hoặc, hoặc không có chấp thủ. Như vậy thì câu trả lời đó phải là câu trả lời như thế nào? Thì vị đó là phải trả lời như thế này: này chư hiền, tôi không cảm thấy luyến ái. Câu này cần phải thuộc. Tôi không cảm thấy luyến ái, không chống đối, tôi ở trạng thái độc lập, không có phe đảng, không trói buộc, tôi đã tự tại giải thoát, tôi không còn hệ lụy, tôi an trú với tâm không có hạn chế. Vậy là tâm này lớn hay nhỏ? Lớn. Đối với những vật được thấy, được nghe, được cảm giác, được nhận thức. Có nghĩa là lặp lại bốn lần như vậy. Đối với những vật được thấy, rồi lặp lại một lần nữa đối với những vật được nghe, lặp lại một lần nữa đối với những vật được cảm giác, và một lần nữa đối với vật được nhận thức. Chư hiền, tôi biết rằng như vậy, thấy như vậy, đối với bốn hình thức tuyên bố này, tôi có thể nói tâm của tôi được giải thoát khỏi các lậu hoặc và không hề có chấp thủ. Được giải thoát tất cả các lậu hoặc. Như vậy lậu hoặc là cái gì? Lậu. Lậu là lậu. Lậu bao trùm một sự vọng niệm do rò rỉ của tâm trơn. Lậu dịch cho đúng cái chữ nó là rò rỉ. Vậy cái gì rò rỉ? Tâm trơn chánh bị rò rỉ gọi là lậu. Vậy là lậu là vọng khởi, lậu là phiền não, lậu là chướng duyên, lậu là gây lộn, lậu là khó chịu, bức rứt. Vậy thì chữ lậu lớn hay nhỏ? Chứ không phải là thoát khỏi các lậu hoặc. Hoặc là gì? Hoặc là gì? Mạnh Dạng nói mê lầm. Hạnh Đức nói lậu là mê lầm. Còn ai nói lậu là gì nữa?
Lậu là lậu. Lậu là rò rỉ của tâm chân chánh. Ủa quên, hoặc nhận. Mình nói là chú nhớ liền, chú định nghĩa liền. Phải thuộc vậy mới được chứ. Hoặc là gì? Hoặc là hoặc. Hoặc là gì? Ở đây là thoát khỏi các lậu hoặc, phải không? Nhờ bạn Google có. Bạn ơi, nói cho tôi nghe, hoặc là gì? Thấy không? Lậu hoặc. Mà một cái tâm thoát khỏi các lậu hoặc thì vậy thì ta phải biết rằng là hoặc là chướng. Hoặc là chướng, mà cái gì chướng? Thùy miên cũng chướng, trạo cử cũng chướng, hôn trầm cũng chướng. Như vậy thì hoặc là những chướng duyên, lậu là vọng khởi. Lậu hoặc là những gì làm ngăn trở cái bước đường giải thoát. Mà này là giải thoát khỏi các lậu hoặc, không có chấp thủ. Như vậy cái chữ không có chấp thủ, tại sao giải thoát khỏi các lậu hoặc là đủ rồi, tại sao lại còn nói không có chấp thủ? Nghĩa là không chấp vào cái tâm giải thoát đó nữa, cho nên gọi là an trú tâm, không có hạn chế. Hiểu không? Đại chúng hiểu ý này chưa nè? Này các tỷ kheo, tỷ kheo ấy cần phải được tán thán, phải được tùy hỷ với cái lời nói lành thai. Sau khi tán thán tùy hỷ với lời nói lành thai, một câu hỏi nữa cần phải được hỏi. Đức Thế Tôn nói là không ai được quyền tuyên bố mình chứng đắc A-la-hán. Mà nếu có một người nào tuyên bố thì các ông không tán thán cũng không chỉ trích, mà các ông phải đặt câu hỏi. Mà vị đó trả lời đúng như vậy, vậy thì vị đó đã ổn chưa? Ổn. Thì quý vị nói lành thai, nhưng mà cũng không phải là nói lành thai xong mà yên. Nói lành thai xong phải đặt được câu hỏi thứ hai, chứ không phải hết nha. Này hiền giả, năm thủ uẩn này được Đức Thế Tôn bậc tri giả kiến giả bậc A La Hán chánh đẳng giác chân chánh nói lên. Thế nào là năm? Tức là sắc, tưởng, thọ, hành, thức, thủ uẩn. Năm thủ ấn này, này hiền giả, được Đức Thế Tôn bậc tri giả kiến giả bà la chánh đẳng giác chân chánh nói lên. Nhưng biết cái gì, thấy cái gì đối với năm thủ ấn này? Tôn giả có thể nói tâm của tôn giả được giải thoát khỏi các lậu hoặc không có chấp thủ hay không? Năm thủ ấn sắc thọ tưởng hành thức thủ ấn. Này các tỷ kheo, với tỷ kheo các lậu hoặc đã được đoạn tận, tu hành đã thành mãn, việc cần làm đã làm xong, đặt gánh nặng xuống, đã thành đạt được mục đích, đã đoạn trừ được hữu kiết sử, và đã được giải thoát nhờ chánh trí. Câu hỏi, câu trả lời tùy pháp của vị ấy cần phải như sau. Vậy là Đức Thế Tôn sẽ nói vạch sẵn luôn cái câu trả lời, vị ấy sẽ trả lời như sau. Này chư hiền, sau khi biết sắc này là thô, là vô lực, biến hoại không an ổn, đối với những sắc là những chấp thủ phương tiện, là những tâm cố chấp, thiên chấp, tùy miên, đối với những sắc ấy, với sự đoạn tận, đoạn ly, đoạn diệt, đoạn trừ, đoạn xả, tôi, tuệ tri tâm tôi được giải thoát. Tôi, tuệ tri tâm tôi được giải thoát. Chúng ta thấy là lúc này chúng ta học là cái lượng kiến thức cần phải nhớ. Rời khỏi những kiến thức đơn giản là bắt đầu người học cần phải tư duy và có mặt một sự hiện hữu của một nền tảng đam mê. Còn nếu không, nó sẽ không vô đầu, nó sẽ làm cho người đó chán nản, căng thẳng, mệt mỏi với những câu từ mà Đức Thế Tôn dạy quá cao. Đức Thế Tôn dạy là trả lời được bốn cái nhận thức đó xong thì các ông nó lành thai, thấy, nghe, nhận cảm xúc, cảm giác, nhận thức, mà với cái tâm rộng lớn,
an trú tâm không có hạn chế, không có còn dính mắc ở trong những cái ràng buộc, thì các ông nói lành thai. Sau đó các ông hỏi tiếp câu nữa về năm thủ uẩn, thấy như thế nào, nghe như thế nào và nhận biết như thế nào về năm thủ uẩn đó. Tâm của hiền giả đã giải thoát các lậu hoặc chưa, hay là còn cố chấp nó nữa? Thì hiền giả phải trả lời. Đối với một cái bậc mà lậu hoặc đó, đã tận rồi đó, thì phải trả lời như sau: sắc này là vô lực rồi, ta biết rõ nó biến hoại, nó không hề có an ổn. Đối với những sắc là những cái chấp thủ phương tiện, sắc chỉ là chấp thủ phương tiện. Cho nên còn ăn mặn ăn chay là còn chấp thủ phương tiện không? Là những cố chấp thiên chấp tùy miên đối với những sắc ấy. Nhưng mà chúng ta là cái người chưa có phải là A-la-hán, cho nên chúng ta phải chấp không? Chấp. Con ăn như vậy là con lỡ giết chúng sinh nó chết rồi, con oan gia trái chủ với nó làm sao? Dạo rằng con biết là bậc không chấp thì ngày ăn gì ngày ăn, còn con còn chúng sinh đơn giản thì con phải chấp để cho con cố gắng tu tập. Cho nên con có chấp như núi Tu Di còn hơn là con không hiểu mà con buông thả như là một hạt cải. Cho nên là ở đây Đức Thế Tôn dạy cho một vị gọi là đoạn trừ hữu kiết sử, các lậu hoặc đã đoạn tận, việc tu hành đã thành mãn, thì chư vị đó sẽ trả lời là tất cả các sắc nó không còn hữu hiệu nữa, nó vô lực, biến hoại, không an ổn. Đó, vậy là đại chúng hiểu được. Này chư hiền, sau khi sắc nó như vậy, thọ nó cũng như vậy, tưởng nó cũng như vậy, hành nó cũng như vậy. Này chư hiền, sau khi biết thức này vô lực, sắc vô lực, thọ vô lực, tưởng vô lực, hành vô lực, thức vô lực, chúng đều biến hại, không an ổn. Đối với các sắc, thọ, tưởng, hành, thức là những chấp thủ phương tiện. Chấp thủ phương tiện. Quý vị thấy bây giờ cái chữ phương tiện mà Đức Phật nói, ai mà còn chấp thủ vô nó, nghĩa là người này còn mê mờ không? Quá mê mờ. Chúng ta phải thấy cho được vạn pháp chỉ là phương tiện. Có người đã quan trọng quá vấn đề để rồi nó dẫn đến một nỗi khổ niềm đau không có ngày ra khỏi. Là những tâm cố chấp thiên chấp tùy miên, có nghĩa là ngủ quên ở trong những loại phương tiện đó. Đối với những thức ấy, với sự đoạn tận, đoạn ly, đoạn diệt, đoạn trừ, đoạn xả, tôi tuệ tri tâm tôi được giải thoát. Trả lời một cách ngọt sớt. Đó, Đức Thế Tôn dạy cho cách trả lời. Mai này đệ tử Phật không học, đến lúc người ta hỏi trả lời một cách ú ớ, mượn ông này cấm càm bà kia, mượn râu ông này cấm càm vô cái bà kia. Cái hỏi tại sao vậy, nói nó mới đi Thái Lan về cho nên là đàn bà có râu. Nhưng mà bởi vì chúng ta không chịu cố gắng học. Mấy cái này là phải học thuộc hay không học thuộc? Học thuộc. Những cái kinh này là cần phải đem ra tụng nè, mà không có tụng lược, tụng rõ luôn. Này chư hiền, sau khi biết thức này vô lực, biến hoại không an ổn, đối với thức là những chấp pháp, chấp thủ phương tiện là những tâm cố chấp thiên chấp tùy miên. Tụng về biết giống ai không? Giống liền ha. Nghe cái giọng tụng là biết nó giống ai liền, thấy không? Còn trong đạo Phật không được tụng vậy. Trong đạo Phật là phải tụng: này chư hiền, sau khi thức biết thức này là vô lực. Mình làm sao mà mình đọc tới đâu mình hiểu tới đó. Còn này chưa hiền, trước khi biết trước này là chưa được biết hả chứ, là biết ai đạo nào nhớ nghe, ta đọc cái câu ta còn biết cái đạo nào tụng nữa. Cho nên cũng thì cái kinh đó, nhưng mà tại sao cái đạo kia tụng mình nghe khác, là bởi vì trong cái chất
cái chất liệu tụng ấy, là họ không phải tụng để hiểu mà tụng để có tụng. Nhớ rõ nghe, không được tụng cho có tụng mà phải tụng để thâm nhập. Mai mốt ráng đi tụng kinh, ráng tụng phải cho thâm nhập nghe. Rồi tụng trong lúc mình đọc tụng, mình luyện luôn cái giọng, là phải an trú cái hơi thở nơi rúng của mình, để làm sao chúng ta tụng mà chúng ta khai mở được thức, ta chuyển hóa được thức. Như vậy là chúng ta hiểu là đối với một bậc A-la-hán, những câu hỏi mà quý ngài trả lời, thì đây Đức Phật đã cho chúng ta câu trả lời của những bậc chứng đạo A-la-hán. Này chư hiền, vì rằng tôi biết như vậy, tôi thấy như vậy, đối với năm thủ uẩn này, tôi có thể nói tâm tôi được giải thoát khỏi các lậu hoặc, không có chấp thủ. Nghĩa là những bậc mà giải thoát rồi, quý ngài giải thích một vấn đề, mình thấy con đường giải thoát rõ ở trong câu nói của quý ngài không? Rõ không? Mình cái này gọi là cái chìa khóa để mở tâm của mình. Mình học những bài này là mình nắm vững cái chìa khóa này. Chìa khóa mở tâm. Này các tỷ kheo, tỷ kheo ấy cần phải được tán thán, phải được tùy hỷ với lời nói lành thai. Sau khi tán thán tùy hỷ với những lời nói đó, rồi một câu hỏi nữa cần phải được hỏi lên. Vậy là hai câu rồi phải không? Bây giờ tới câu thứ ba. Rồi, nói lại thầy, nói cùng với sư phụ, câu hỏi thứ nhất là gì? Thấy, nghe, cảm giác, nhận thức. Tất cả những cái đó có còn ở trạng thái đoạn tận các lậu, giải thoát khỏi các lậu hoặc và không còn chấp thủ. Rồi bây giờ câu hỏi thứ hai, mình sẽ tán thán lành thai. Lúc này mới tán thán, những vị tỳ kheo ấy cần phải được tán thán và phải được tùy hỷ với câu nói lành thai. Một ai làm gì quý vị phải được tán thán với câu nói lành thai, chứ không phải nói rách thai, nhớ không? Giả sử như bữa nay thấy chú Tuệ học mà không có ngủ, mình nói ô lành thai, được chưa? Với câu đó là tán thán lành thai. Rồi cái gì thì, và phải được câu hỏi, hỏi câu hỏi thứ hai là cái gì? Năm thủ uẩn. Năm thủ uẩn, nhớ không được nói ngũ uẩn. Năm thủ uẩn, năm thủ uẩn nghĩa là đang nói năm ấm. Thấy không? Rồi đây nè, hỏi là câu hỏi được gì? Câu hỏi được, được hỏi nè, bậc chánh đẳng giác nói lên thế nào là năm, năm thủ uẩn này, thấy chưa? Chứ đâu phải là năm uẩn. Ôi sao? Năm uẩn khác với năm thủ uẩn chứ. Sắc thủ uẩn, lặp lại đàng hoàng mà. Sắc thủ uẩn, tưởng thủ uẩn, thọ thủ uẩn, hành thủ uẩn, thức thủ uẩn. Năm thủ uẩn đâu phải năm uẩn. Cho nên thấy chưa, học mà không có ổn là tin nói trả lời nói sai biết gì đây hả? Thấy cái chữ biết nó dài không? Với năm thủ uẩn này, tôn giả có thể nói tâm của tôn giả được giải thoát khỏi năm cái loại này như thế nào? Tâm của tôn giả được giải thoát khỏi các lậu hoặc, không có chấp thủ. Câu hỏi thứ hai với câu hỏi thứ nhất giống nhau ở đoạn cuối, khác nhau ở đoạn đầu. Bớt echo lại, bớt bát lại. Vậy thì ở đây là câu trả lời phải được như sao? Câu trả lời phải được như sao? Được gì?
Đối với sắc, thọ, tưởng, hành, thức là ta biết nó vô lực, biến hoại, không an ổn. Vậy tưởng có an ổn không? Tưởng vô lực, tưởng vẫn biến hoại, tưởng vẫn không an ổn. Đối với những sắc là những chấp thủ phương tiện. Vậy thì sắc, thọ, tưởng, hành, thức đều là phương tiện, là những tâm cố chấp, thiên chấp, tùy miên. Hiểu như vậy để biết là vị này trả lời một cách dứt khoát. Khi tôi biết, khi tôi thấy, khi tôi biết chúng vô lực, biến hoại, không an ổn, đối với năm thủ uẩn là những chấp thủ phương tiện. Nhớ cái chữ chấp thủ phương tiện, là những tâm cố chấp, thiên chấp, tùy miên. Đối với sắc thọ tưởng ấy, sắc thọ tưởng hành thức ấy, với sự đoạn tận, đoạn ly, đoạn diệt, đoạn trừ, đoạn xả, tôi, tuệ tri tâm tôi được giải thoát, bớt ê trồ, chư hiền. Vì rằng tôi biết như vậy, thấy như vậy, đối với năm thủ uẩn này, tôi có thể nói tâm tôi được giải thoát khỏi các lậu hoặc, không có chấp thủ. Như vậy thì tâm tôi được giải thoát khỏi các lậu hoặc, không có chấp thủ. Này các tỷ kheo, tỷ kheo ấy cần phải được tán thán tùy hỷ. Đó, nhớ hen, ráng cố gắng học. Bữa nay cái này nó dài, có thể ta học ít nhưng mà học chắc, chứ không nó phí kinh là nó có tội với tổ. Học một câu nữa thôi, phải được tán thán tùy hệ với câu nói lành thay. Sau khi tán thán tùy hệ với câu nói lành thay thì một câu hỏi nữa phải được hỏi lên và phải được nhớ lại. Câu đó cho vụ thêm vô. Này hiền giả, sáu giới này được Đức Thế Tôn bậc tri giả, kiến giả, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác, chơn chánh nói lên thế nào là sáu? Ngon lành. Địa giới, thủy giới, hỏa giới, phong giới. Năm cái giới này có phải là tứ đại không? Địa, thủy, hỏa, phong. Bây giờ còn có hai cái giới nữa là hư không giới và thức giới. Được chưa? Sáu cái giới này, này hiền giả, được Đức Thế Tôn bậc tri giả, kiến giả, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác nói lên. Nhưng, đó có chữ nhưng, biết cái gì, thấy cái gì với sáu cái giới này? Tôn giả có thể nói tâm của tôn giả được giải thoát khỏi các lậu hoặc, không có chấp thủ hay không? Này các tỷ kheo, với tỷ kheo các lậu hoặc đã được đoạn tận, tu hành đã thành mãn, những việc cần làm xong, đã đặt gánh nặng xuống, đã thành tựu được mục đích giải thoát của mình, đã đoạn trừ được các hữu kiết sử và đã được giải thoát nhờ chánh trí. Câu trả lời tùy pháp của vị ấy phải như sau. Và câu trả lời là tùy pháp thôi, chứ không phải là cứng nhắc trong giáo pháp. Mà người hỏi câu nào thì mình tùy câu hỏi của người ấy, tùy pháp mà phải trả lời. Tùy pháp mà phải trả lời. Cho nên tôi mượn pháp, bạn hỏi tôi một pháp, tôi cũng tùy mượn một pháp để trả lời cho bạn. Nhưng trong cái câu trả lời tùy pháp, vị đó có bị dính pháp hay không? Có không? Không. Tôi không dính pháp nhưng tôi vẫn phải mượn pháp. Tôi không đặt nặng cái thân này nhưng mà tôi vẫn phải mượn cái phương tiện thân này. Tôi không đặt nặng cái ăn nhưng tôi vẫn phải mượn ăn để tôi sống. Tôi không có đặt nặng cái việc bệnh nhưng tôi vẫn phải mượn thuốc để tôi trị bệnh. Chứ còn nếu mà tôi nói ồ cái thân này có cái gì đâu mà phải uống thuốc, vậy là tôi thất bại hay tôi thành công?
thất bại, cố chấp, ngu xuẩn, chưa hiền. Câu trả lời phải tùy pháp phi như. Chưa hiền. Dập cái mặt nó dữ dữ cũng phải nói chưa hiền. Vì đây là tổ dạy, thấy không? Nhìn cái mặt nó ám theo gốm, muốn quánh nó cho rồi, nhưng phải nói chưa hiền. Dạy sao học vậy, nghe chưa? Tôi đã đi đến địa giới như là không phải tự ngã. Có nghĩa là tôi mượn cái địa giới làm thân, nhưng mà như là không phải tự ngã. Và đi đến tự ngã như là không tùy thuộc địa giới. Câu này dễ hiểu hay khó hiểu? Khó. Quá khó. Đối với những pháp là những chấp thủ phương tiện tùy thuộc địa giới, là những tâm cố chấp thiên chấp tùy miên đối với những pháp ấy, với sự đoạn tận, đoạn ly, đoạn diệt, đoạn trừ, đoạn xả, tôi, tuệ tri tâm tôi được giải thoát. Câu này là đáng được lặp đi lặp lại nhiều lần, đọc tới đọc lui, tụng tới tụng lui, để thấm nhuần cái chìa khóa giải thoát. Chư hiền, tôi đã đi đến địa giới như là không phải tự ngã, và đi đến tự ngã như là không tùy thuộc địa giới, và tự ngã như là không tùy thuộc địa giới. Nghĩa là cái gì gọi là tôi đi đến địa giới? Và cái tôi có phải là bản ngã không? Cái tôi có phải là tự ngã không? Vậy là nếu mà cái tôi là tự ngã, vậy là bị dính hay là không dính? Dính rồi. Nghĩa là tôi đã đi đến địa giới như là không phải tự ngã, và đi đến tự ngã, vậy là cái chữ đi đến ở trong ngoặc. Vậy cái gì đi đến? Cái gì đi đến? Đây, cái chữ đi đến ở trong ngoặc. Và đi đến tự ngã như là không tùy thuộc địa giới, không tùy thuộc. Cũng giống như quý vị đến đây xuất gia, quý vị đi đến đây xuất gia cũng không phải là cái tu viện linh thú được xem như là cái chỗ mà quý vị cố chấp cho là chùa của tôi. Nghĩa là tôi đi đến không phải lấy cái chùa là cái địa giới này nè, như là không phải tự ngã, và đi đến tự ngã, và bắt đầu tôi đến rồi, tôi quay về với cái tâm của tôi nè. Bây giờ tôi đến đây là để tôi tu, đúng không? Nhưng mà tôi đến đây tôi không chấp cái chùa này là của tôi, nó phải là vật sở hữu của tôi. Và tôi đi đến tự ngã đó như là không tùy thuộc địa giới. Có nghĩa là, cứ nghĩa là bây giờ tôi đến đây để tôi quay về với cái mà gọi là tôi là tự ngã đó, thì tôi thấy tôi nó cũng không tùy thuộc với cái chỗ này. Vậy là chỗ này không phải là tự ngã của tôi, và tôi không tùy thuộc vào cái chỗ này. Hiểu ý đó chưa? Hiểu phải không? Cho một tràng pháo tay. Quá hay luôn. Cũng vì lý do đó mà có mình sư phụ làm thôi. Bởi vì chùa này đâu phải của tôi, cho nên là nó còn hay nó mất thì kệ nó chứ. Cho nên chừng nào quý vị là A-la-hán mới nghĩ vậy nha, còn chưa phải A-la-hán là không được quyền nghĩ vậy, nghe chưa? Ôi, tôi dạy tôi phải nói kỹ chứ. Ý sư phụ dạy chung. Nghĩa là chúng ta nghĩ là không sai, cho nên là ở đây hai cái khía cạnh nó rất là nguy hiểm ở chỗ. Một người phàm học lời của Bậc Thánh, rồi bắt đầu cố chấp lời của Bậc Thánh, thì sống với cái tầm giải đãi không phải là bậc phàm. Nếu là nhà của mình thì bắt đầu mình lo dữ lắm luôn. Mình quần quật suốt ngày từ sáng tới chiều, bởi vì mình sắp đây là nhà của tôi. Cho nên cỡ mà cho nó cái phòng riêng là trong phòng tôi nói sạch sẽ từ ngoài tới trong. Nhưng mà đã không phải là phòng riêng thì nó dơ từ trong ra ngoài.
Vậy cái này cái giống y như là ngày xưa mà mình mới vừa lên chuyển hóa lên gọi là một cái đất nước hòa hợp lại, tất cả mọi người đều phải tập trung với nhau để làm việc, tưởng là hòa hợp là sức mạnh, ai về hòa hợp nhịn đói cả đáp. Tại sao họ không có ý thức được rằng là họ làm chủ tập thể, cho nên đây là không phải là nhà của tôi, cho nên là mắc mới gì họ làm. Đáng là nhiều người làm một việc là nó mau đúng không? Đằng này nhiều người là nó bắt đầu sanh nạnh đã không làm. Mà cái câu này nó vậy đó. Tôi đã đi đến địa giới là như không phải tự ngã. Và đi đến tự ngã như là không tùy thuộc địa giới. Phân tích vậy cho để dễ hiểu vậy đó. Có nghĩa là ta ở trong một tập thể, nhưng mà rõ ràng là ta không làm chủ tập thể, cho nên tập thể nó như thế nào kể nó, và ta bắt đầu chán nản, ta bắt đầu cảm thấy nhục trí, ta cảm thấy mệt mỏi, chứ không phải là trong một hội chúng là một động lực để giúp cho ta nỗ lực vươn lên. Và ở ngoài thì ta nói ta rất là tốt, nhưng mà khi bước vào trong hội chúng rồi, ta trở thành một người quá tệ, vì ta không đủ tình thương, không đủ lòng từ bi để ta hy sinh cho họ. Và bắt đầu cái tâm ích kỷ, nhỏ nhen, ganh tị, hơn thua, đố kỵ nó sanh ra. Cái bắt đầu ta tự nói rằng, sao bây giờ ta tệ hơn cái lúc ta còn ở nhà? Vậy một người xuất gia tệ hơn một người tại gia? Tào lao. Không nghe ai vỗ tay ta. Tại chửi đã rồi cái không vỗ tay. Không lẽ bị chửi đã cái không vỗ tay. Ta phải vỗ tay ta nói chửi hay quá. Mà có phải đúng vậy không? Sư phụ hỏi đại chúng là khẳng định là một lần có phải đúng vậy không? Ta ở ngoài ta giả bộ, ta làm từ thiện, ta làm, ta giúp người, ta thương người, ta làm này làm kia, cái đó giả bộ. Vô tu rồi biết. Bà đừng có xạo. Tâm của bà nhỏ xíu à, mà bà tưởng bà rộng lớn lắm. Vô trong hội chúng lo cho đại chúng đi, bà sẽ thấy cái tâm nhỏ hẹp của bà. Bà đừng có xạo dừa thôi bà. Thấy không? Bà giỏi bà hy sinh đi. Một cái người cái mặt mắc ghét, bà hy sinh đi. Tại con nó mắc ghét, tôi rửa chén cho nó không được, chén của nó tôi bỏ qua, tôi rửa chén người khác. Cho nên là thấy ở trong đây có một cái người kỹ lắm luôn. Nếu là phòng của chị ấy sẽ đẹp lắm, một cái phục sạch. Nhưng mà để chị ấy ở chung rồi chị ấy ở dơ lắm luôn. Đó, tại sao vậy? Tại chúng ta không đủ cái chánh trí để chúng ta nhìn thấy rằng cuộc đời này, xã hội này là của ta. Cho nên là tôi nói cái thế giới này là của tôi, cho nên cố gắng tôi ráng tôi làm và tôi xây dựng, tôi làm cho nó đẹp. Còn tôi làm rồi ai muốn phá cho nó xấu, đó việc của họ. Còn cái thế giới này là của tôi, cho nên tôi cố gắng tôi làm đẹp nó. Mọi người là người thân của tôi, cho nên tôi cố gắng tôi lo cho họ, dầu rằng họ mất nhuệ khí, không muốn lo nữa. À, có nhiều người mình tạo đi hết điều kiện rồi, đầy đủ điều kiện rồi, mà vẫn không chịu phát huy. Và nó giỡn nhục trí rồi, đành phải chịu bắt con trí thả lên đầu nó trở lại. Đối với những pháp là những chấp thủ phương tiện tùy thuộc địa giới, là những tâm cố chấp, thiên chấp, tùy miên, là ngủ quên đó. Nhớ cái chữ tùy miên này là nó là một trạng thái của cố chấp. Nó ngủ quên, nó cho rằng cái trạng thái kia kìa hơn trạng thái này. Đó là trạng thái tùy miên, thiên chấp và cho rằng cái này nè mới tốt nè, còn cái kia không tốt. Họ không khả năng nhìn xa thấy rộng. Đối với những pháp ấy, với sự đoạn tận, đoạn ly, đoạn diệt, đoạn trừ, đoạn xả, tôi tuệ tri tâm tôi được giải thoát. Cái này, bài này là cần phải học thuộc để biết rằng đây là tâm của Bậc Thánh. Còn mình là có khi phải ngược lại để đạt được cái quả phàm của mình để chuyển thành quả thánh. Có khi mình phải ngược lại. Tại vì sao vậy? Con chưa phải là thánh. Do vậy, không phải nói con đoạn tận, đoạn ly, đoạn diệt, đoạn trừ, đoạn xả để con được giải thoát. Mà con chỉ cần đoạn cái đó nữa là con chết liền. Chúng ta khác. Chúng ta học của Bậc Thánh,
Nhưng mà chúng ta phải biết rằng để đạt được cái chỗ là tâm không cố chấp thì mình tự dối lòng mình. Mình có cố chấp không? Quá cố chấp. Nhưng mà mình cố chấp để phát triển hay cố chấp để thụt lùi? Nhiều người cố chấp để thụt lùi cho nên không đạt được cái tâm để ngày mai này mình đoạn. Bây giờ mình chưa đạt được thì làm sao mai này mình đoạn? Bây giờ bắt đầu chán nản, thôi chí, mệt mỏi. Muốn trở thành một con người vĩ đại mà cứ sợ mệt mỏi thì làm sao trở thành một con người lớn được? Cũng giống như quý vị muốn trở thành một lực sĩ, hằng ngày phải tập không? Tập muốn kiệt sức luôn mà chưa trở thành một lực sĩ nữa. Mà bây giờ mình cứ đụng vô cái mình nói mệt quá, tại sao phải tập rồi? Quay qua quay lại cái thân nó bệnh suốt ngày. Mà người nào nghe lời sư phụ, cứ sáng công phu xong, ráng cố gắng tập thể dục 1 tiếng, 1 tiếng rưỡi, 2 tiếng đồng hồ càng tốt trước khi ăn cơm. Phải tập. Còn không ấy thì mọi người đừng có nói gì nhiều hết á, cứ đứng lên ngồi xuống, đứng lên ngồi xuống, không ấy lại, không ấy hít đất. Nhưng mà sư phụ chỉ rồi, thế chừng đâu vào đấy, rồi bệnh tật bắt đầu tràn lan lên. Rất nhiều thứ bệnh lên, lý do lười. Ủa sao nghe chửi gì mà không nghe ai vỗ tay? Chửi mà phải vỗ tay mới được. Tội lười. Dạy chứ không phải chửi. Ừ, cảm ơn anh. À, phải không? Nếu sáng tất cả mọi người dậy và tập thể dục như vậy, người nào hít đất mỗi ngày như vậy, hít đất 100 cái sau khi công phu xong chút, hít đất 100 cái. Thì cứ như vậy, 1 năm trở thành ngực nó nở như Lý Đực. Ủa quên Lý Đức. Thì chưa bằng Lý Đức, ít ra cũng có Lý Đực. Phải không? Cũng có lý tưởng ấy. Nên là chúng ta không chịu cố gắng nỗ lực, dầu rằng một việc nhỏ cũng không chịu tập đó, không chịu tập luyện thì bao giờ mình thành tựu được gì đây? Cho nên là quý vị thấy một thời gian, nếu như mà chỉ có một thời gian ngắn mà quý vị cố gắng, sư phụ nói là cố gắng, bây giờ mình chưa đọc đồng bộ phải không? Cố gắng ai tụng kinh, ai đọc được lên ngồi gần với nhau đọc và nghe lời sư phụ hướng dẫn, chỉ cần một thời gian ngắn thôi. Tất cả mọi người thuộc lăng nghiêm cho coi. Mình chỉ cần tập một thói quen vậy, một ngày mình tụng mấy lần? Mới có 2 lần thôi. Cộng vô cái thời lăng nghiêm nữa là 3 lần. Mà nếu mà 3 lần trong một ngày mà người nào phải cố gắng kiên tâm để tụng thì thời gian bao lâu? Sư phụ cho 1 tháng sẽ thuộc lăng nghiêm. Còn đằng này người ta tụng nhưng mà mình chỉ cần ngồi đó dòm thôi, không có chịu đọc. Đọc mà còn lười nữa mà biểu làm sao không thuộc. Có người đọc vẫn lười, không chịu đọc. Thấy người ta đọc mình còn không đọc nữa thì làm sao mà mai này cái lưỡi của mình nó quen chứ? Cái lưỡi của mình nó thuộc bài chứ không phải là mình nói vậy là mình ngon. Phải đọc, phải đọc mà đọc lớn kìa, đọc từ chậm cho tới lẹ kìa. Câu nào mà nó trắc là mình phải đem câu đó ra mình dần. Mình đem cái câu đó mình lặp đi lặp lại nhiều lần, cái đó gọi là luyện. Thì chúng hiểu không? Hiểu rõ ha? À, nhớ nghe, chửi vẫn phải vỗ tay là chửi hay. Sáng dậy công phu xong chạy, nếu không làm gì hết chạy, nếu không chạy nhanh được chạy chậm, và cứ như thế chạy 1 tiếng rưỡi không đứng. Vậy thì bệnh nào nó cũng phải bỏ mình, nó chạy hết chứ sao nó bệnh nổi nữa. Ừ, chạy xong là lên ngồi ăn, ăn không nổi. Thôi vậy lúc đầu mình tập ha. Bây giờ quý vị nhớ vậy đó, sau sáng công phu xong là bắt đầu mình chạy. Bữa nay mình chạy, bắt đầu chạy đó, thì chạy chừng 5 phút thôi. Sau đó thì bắt đầu mỗi ngày mình lên 1 phút ha. Sau khi chạy 5 phút rồi thì bắt đầu mình ghi vô cái lịch đó, bữa nay chạy 5 phút. Thầy Tấn dẫn đầu cái việc chạy này nha. Bữa nay mình chạy 5 phút. Có người chạy nhanh, có người chạy chậm, có người chạy bước dài, có người chạy bước ngắn, có người chạy 10 vòng, có người chạy có 1 vòng. Kệ,
chạy hết cái tu viện linh thú này thôi. Rồi xong rồi mình chạy 5 phút, bắt đầu mình lên cái lịch là bữa nay ngày 14 tháng Giêng chạy 5 phút. Vậy cứ mỗi ngày mình lên 1 phút là 30 ngày mình lên 30 phút vậy thôi. À, dư một vòng là bắt đầu xì xào. Tại vì kinh hành là chỉ có 3 vòng thôi. Ta vừa đi vừa ngủ mà đi nhiều tôi bực mình. Thấy không? Nghĩa là tâm của mình nó phải ổn, còn nó không ổn thì bắt đầu mọi thứ nó bất ổn, đúng không? Ừ. Khi tâm không ổn mọi thứ sẽ bất ổn. Vì vậy cho nên cố gắng chúng ta đọc tới đâu chúng ta hiểu, ta áp dụng vào đời sống thực tiễn. Để chi vậy? Để ta thấy rằng ta muốn đạt được như một bậc A-la-hán. Ta học thì học cái pháp A-la-hán, nhưng mà ta phải hành là hành cái pháp mình đang có chứ. Chứ đâu phải mình hành cái mình nói vậy. Em không còn tham, không còn sân, không còn si. Những tâm cố chấp thiên chấp tùy miên đối với các pháp ấy em đã đoạn tận, đoạn ly, đoạn diệt, đoạn trừ, đoạn xả. Em đã tuệ tri, tâm của em đã được giải thoát. Cái nó nói ứ hơi, uống miếng nước vô cho hơi nó xuống. Nói vậy là được người ta nói lành thai hay là người ta nói ớn thai? Mắc ói thai. Bậc A-la-hán là phải nói vậy. Bậc A-la-hán là phải nói vậy. Nhưng mà với chúng ta, chúng ta mượn cái thân này, chúng ta phải phát huy nó. Ta có cái thân, ta có mắt kẻ khác mù, ta có tai kẻ khác điếc, ta có thân thể đi đứng người ta bại liệt, ta có trí não người ta điên loạn. Mình đi so sánh với những con người đó thì thôi, chứ mình còn dùng vào đâu nữa được không? Thứ gì đâu thì gớm như. Này chư hiền, sau khi tôi đã đến với thủy giới, tôi đã đến với hỏa giới, tôi đã đến với phong giới, tôi đã đến với không giới, và này chư hiền, tôi đã đến với thức giới cũng như vậy. Như là không có tự ngã, và đi đến tự ngã như là không tùy thuộc thức giới, thị địa giới, thủy giới, hỏa giới, phong giới, không giới, thức giới. Đối với những pháp ấy là những chấp thủ phương tiện tùy thuộc vào sáu cái giới, là những tâm cố chấp thiên chấp tùy miên đối với những pháp ấy, với sự đoạn tận, đoạn ly, đoạn diệt, đoạn trừ, đoạn xả, tôi tuệ tri tâm tôi đã được giải thoát hoàn toàn. Chư hiền, vì rằng tôi biết như vậy, thấy như vậy, đối với sáu giới này tôi có thể nói tâm tôi được giải thoát khỏi các lậu hoặc, không còn có chấp thủ. Này các tỷ kheo, vì tỷ kheo ấy cần phải được tán thán, cần phải được tùy hỷ với lời nói lành thai. Sau khi tán thán tùy hỷ với lời nói lành thai, một câu hỏi nữa cần phải được hỏi. Thôi tới đây được rồi, hỏi ba câu thôi. Câu này quá hay luôn, cho nên là không cần phải nói nhiều. Rồi bây giờ lặp lại. Câu hỏi thứ nhất là hỏi cái gì? Thấy, nghe, cảm giác, nhận thức. Là bốn cái trạng thái này nè, là bốn trạng thái cần phải được hỏi rằng là Ngài đã giải thoát các lậu hoặc, không còn chấp thủ hay không. À, rồi câu hỏi thứ hai, năm thủ ẩn, sắc thủ ẩn, tưởng thủ ẩn, ở trong đó tưởng quốc trước à. Tưởng thủ ẩn, thọ thủ ẩn, hành thủ ẩn, thức thủ ẩn, còn có, ủa, đã giải thoát khỏi các lậu hoặc, không còn chấp thủ nữa hay không? Được chưa? Rồi câu hỏi thứ ba, sáu giới: một, địa, thủy, hỏa, phong, không, thức. À, và các câu trả lời nó gần giống với nhau, nhưng mà câu thứ ba thì trả lời sao? Tôi đến với
Đúng không? Câu trả lời là tôi đã đi đến với sắc, thọ, tưởng, hành, thức giới. Như là không phải tự ngã. Vậy thì ở đây thức có phải là tự ngã chưa? Không. Vậy thì sắc, thọ, tưởng, ủa? Địa, thủy, hỏa, phong, không, thức đều là không phải tự ngã. Tôi đi đến tự ngã như là không tùy thuộc vào sáu giới. Vậy thì tôi không phải là sắc, địa, thủy, hỏa, phong, không, thức. Và địa, thủy, hỏa, phong, không, thức không phải là tôi. Tôi không phải là nó không phải là tôi. Và tôi với nó không phải là sở hữu của tôi. Bài đó là bài đã học rồi, đúng không? Vậy thì ở đây, đối với những pháp là những chấp thủ phương tiện tùy thuộc địa, thủy, hỏa, phong, không, thức giới, là những tâm cố chấp, thiên chấp tùy miên đối với những pháp ấy, với sự đoạn tận. Nào, có mấy cái đoạn? 5 đoạn. Đại chúng cùng nói: đoạn tận, đoạn ly, đoạn diệt, đoạn trừ, đoạn xả. Rồi làm lại. Quý vị thấy cái chữ đoạn diệt là còn nữa không? Không. Đã đoạn diệt là hết rồi, tại sao nó ở đằng trước đoạn trừ và đoạn xả? Đáng ra cái chữ đoạn diệt đó là phải bỏ ở đằng sau chữ xả mới hợp lý chứ. Phải không? Mà đã đoạn tận thì còn gì nữa không? Đoạn tận là hết rồi, còn gì nữa còn ly. Vậy cái chữ đoạn tận đó cho đến chữ đoạn diệt đó, hai chữ này phải để sao? Đoạn tận, đoạn diệt. Như vậy, đầu tiên là đoạn ly, đoạn trừ, đoạn xả, đoạn tận, đoạn diệt. Tại cái chữ đoạn diệt là nó lớn hơn đoạn tận. Tôi đoạn hết rồi, nhưng mà tôi vẫn còn cái tâm chấp đoạn á. Cho nên đoạn diệt là nó không còn tâm chấp đoạn luôn nữa. Không, không. Cái xả nó chưa bằng đoạn tận. Đoạn xả chưa bằng đoạn tận. Mức độ đoạn của nó đó thì phải đoạn ly trước, y như là ly sanh đó. Sau đó đoạn trừ. Đoạn ly nhưng mà bắt đầu nó ly từng pháp, từng pháp, từng pháp. Nó ly rồi nhưng mà nó vẫn còn nhớ, cho nên phải trừ. Xả nó chưa có hết, cho nên đoạn tận, đoạn xả nó vẫn, đoạn xả nó vẫn còn. Giả sử như nó là tôi xả rồi, là tôi không còn nhớ nữa, nhưng mà chưa bằng đoạn tận. Đoạn xả nó vẫn còn thấp hơn đoạn tận một bậc. Rồi cái đoạn tận nó vẫn còn thấp hơn đoạn diệt một bậc. Ngồi tối nay giác chân lên trán suy nghĩ, được quyền phản biện. Phản biện là tốt lắm, là có nghĩa là có suy nghĩ, có tư duy và có nhận thức vấn đề. Nhưng mà tối quyết định nhập ngũ thiền. Sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, nhập ngũ thiền để suy nghĩ 5 cái đoạn. Rồi bây giờ ha, ở trong đây xếp là đoạn tận, đoạn ly, đoạn diệt, đoạn trừ, đoạn xả. Bây giờ nghe sư phụ nói lại thì bắt đầu mình coi coi, mình kiểm nghiệm lại lời sư phụ nói có ổn không ha. Đoạn ly, đoạn trừ, đoạn xả, đoạn tận và đoạn diệt. Tại vì cái diệt á là mình thấy nó là niết bàn, đúng không? Diệt là niết bàn. Mà cái thiền định cuối cùng của ba tam giới là cái gì? Diệt, thọ, tưởng, định. Là cái định diệt thọ tưởng.
Mà cái định diệt thọ tưởng là cái định cuối cùng để ra khỏi ba cõi, đúng không? Mà từ hôm nay học quá trời quá đất, bây giờ không hiểu nữa thôi. Nam Mô Thường Về Hưu Bồ Tát. Cái định cuối cùng mà trong bản kinh nói rằng là nếu mà mới có chứng sơ thiền thì ta còn nhiều thứ khác để làm nữa. Rồi làm đến lúc mà diệt thọ tưởng định rồi thì cái đây là cứu cánh rồi, không còn gì để làm nữa. Có phải là bản kinh số 90 mấy hay là trên Bất Đoạn rồi. Số mấy? 111. Giữ người ta. Ở đây mới đây là kinh 112 là kinh 6 thanh tịnh, rồi kinh 111 là mới vô kinh Bất Đoạn. Chữ gì đó phải. Cho nên là mình học cái này cái đó, bắt đầu mình nhớ là bắt đầu mình đem mình áp dụng cái kia là mình thấy mình ổn liền. Tại lời của Phật mà, không có mâu thuẫn với nhau. Vấn đề quan trọng là ta có hiểu để ta thực hành hay không, chứ còn lời của Phật không hề có mâu thuẫn. Rồi, như vậy thì hôm nay ta học ba pháp thôi, ba câu hỏi thôi. Vấn đề quan trọng là ta cố gắng, ta nhớ để ta trở thành một người hiểu được lời Phật dạy, để không cần phải gọi là hoang mang, gọi là lo âu phiền muộn, mà bao nhiêu điều hay lẽ phải Đức Phật đã dạy hết rồi, chỉ còn một điều duy nhất nữa là học để hành. Vậy thì tại sao nói một điều duy nhất? Tại vì không học thì biết đâu mà hành, cho nên học với hành là một hay là hai? Một. Có nhiều người nói là ủa tôi hành tôi không có học. Thật ra hành không học thì biết đâu là hành. Rồi có người nói là tôi học tôi khỏi cần hành. Đã học rồi mà nói không hành thì khó lắm. Khi bạn biết rồi thì tự nhiên bạn đã hành rồi. Tại trong giáo pháp của Phật, Phật nói là có trí tuệ hay không, vậy thì trong lúc bạn học thì chắc chắn mà sẽ hành. Vì bạn thấy nó quá lợi ích mà sao không hành? Bạn thấy nó quá tuyệt vời mà. Cho nên có nhiều người mà đi nghe học giáo pháp một thời gian là chắc chắn người đó xuất gia thôi. Còn người nào mà không học là chắc chắn họ hoàn tục. Vì sao vậy? Vì họ không biết gì hết nữa. Tu cũng như không có tu gì hết nữa. Cho nên người này có còn muốn tu nữa không? Không muốn tu nữa. Tại thấy tu sao mà ủa thấy không tu gì hết. Sao tu mà tháo chóm dữ vậy ta? Tu còn tệ hơn lúc tôi chưa tu. Vậy thì cái người này có học không? Không. Cho nên là cái hạng thất học cho nó nói vậy. Rồi còn có hạng người nói nữa, đạo nào đó cũng tốt hết à, đạo nào cũng dạy ta ăn này, ăn ở tốt hết à, quơ đũa cả nắm. Vậy là hạng này có học hay không học? Ta đâu có được quyền quơ đũa cả nắm. Quơ đũa cả nắm thì là cũng như là ông thầy nào cũng như ông thầy đấy à. Là ổn không? Bậy bạ không? Ăn nói gì mà cũng la lớn nữa. Cho nên không được quyền nói kiểu đó. Ta phải có trí tuệ, ta nhận ra cái nào là vàng, cái nào là vàng 14, vàng 18, vàng 24, vàng 4 số 9, vàng FPG, SGG. Sư phụ có xài vàng đâu biết. Như vậy thì mình phải có một cái cặp mắt mình nhìn. Chứ còn mình nhìn mình thấy nguyên một chiếc nhẫn chà bá mà để giá có 14.000. Vậy vàng đó vàng gì? Vàng khè. Chứ đó, vàng đó mà ở đó mà giả. Người ta si ngoài đó ở đó mà giả. Cái lớp si ngoài là thiệt hay giả? Thiệt. Cái lớp si ngoài là thiệt mà bên trong nó mới giả. Chứ vàng nào giả, đã vàng mà giả. Này gọi là vàng si. Chiếc nhẫn này cái ruột nó không giả cho nên gọi là giả. Nhưng mà bên ngoài nó áo cái lớp ngoài là vàng thiệt hay giả? 24 carat. Nên mình lên cái bức tượng Phật, mình thấy người ta ốp vàng vô. Thấy không? Nguyên bức tượng Phật được lát vàng vô. Nhưng mà mình hỏi tượng Phật mà lát bên ngoài là vàng nhưng bên trong cái cốt nó là cái gì? Có khi là bê tông, có khi là đồng, có khi là polymer, có khi là gốc cây.
Vậy nhưng mà người ta lát vàng ở bên ngoài thì bên trong là chất liệu gì? Chứ còn vàng thì giống nhau. Như vậy thì tất cả chúng ta cũng vậy. Mặc chiếc áo là giống nhau, người xuất gia giống nhau, nhưng bên trong là cái gì? Thấm không? Cảm ơn. Rồi thôi nghỉ. Thấm hen. Thấm thì thầy mong rằng là dưa mà nó thấm muối là gọi là dưa muối. Rồi, có ai hỏi gì không nè? Giờ này là mình đã làm việc được tiếng đồng hồ rồi. Nhưng mà giờ có ai hỏi gì không? Tại vì cái này cái kết luận nó cũng đã ba cái rồi, cho nên khỏi kết luận. Giờ hỏi gì không? Định. Đứng lên. Đứng không đó hả? Thấy đâu có gì đâu, đứng đó. Thầy thấy con đang nhập định, cho nên biểu đứng định. Thầy thay giờ nãy con ngồi con định, giờ đứng là định. Thiền định đó mà. Tại có ai hỏi gì không? Thôi không ai hỏi gì hết, nghỉ ha. Rồi quý vị chắp tay hồi hướng. Chúng sanh vô biên thế nguyện độ, phiền não vô tận thể nguyện đoàn, pháp môn vô lượng thể nguyện học, Phật đạo vô thượng thể nguyện